Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, tháng 8 âm lịch, năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 8 của tuổi Canh Thân, mọi thứ có thay đổi theo chiều hướng tích cực hay không? Trong chương trình xem luận giải tử vi của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 ngày hôm nay, mọi người sẽ biết rõ hơn vận trình tài lộc cũng như công danh, sự nghiệp. Phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay được tư vấn trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, sẽ giúp mọi người nắm bắt được những điều tốt, xấu, vận hạn của mình. Qua đó, quý gia chủ có thể biết được sự kiện quan trọng về công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo để có những thay đổi phù hợp, tương ứng, phát triển sự nghiệp. Sau đây sẽ là phần luận giải về lá số tử vi của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, tháng 8 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Canh Thân sinh năm 1980, tháng 8 âm lịch năm 2021. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh, thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện, mong muốn làm những điều thiện, điều tốt giúp ích cho đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây là tính xấu mà bản mệnh cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hành thông thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm, thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi. Người tuổi Canh Thân không mấy may mắn khi mà phúc lộc từ gia đình không có nhiều, anh chị em không hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều. Bản mệnh phải tự mình nỗ lực, tay trắng gây dựng cơ đồ. Gặp khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khả năng thành công là rất cao, có thể một bước lên mây, sau một đêm trở thành tỷ phú. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2021 cho gia chủ Canh Thân sinh năm 1980, tháng này sẽ có những may mắn trên các phương diện, công việc ổn định, tài chính dồi dào, gia đình hòa thuận, vui vẻ. Những người Canh Thân còn độc thân có thể có vận may về tình duyên trong tháng này. Việc cần làm là biết nắm bắt các cơ hội. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý xây dựng thói sinh hoạt lành mạnh, tích cực vận động, thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh. Canh Dương Kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, gia chủ Canh Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 8 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Thân cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Tuổi Canh Thân sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp, bản mệnh sẽ nhận được lời khen thưởng, tăng lương sẽ đạt được trong tháng này. Bản mệnh nên thận trọng với lời nói và hành động của mình, đừng tự mãn vì thành công tạm thời hoặc sếp của bản mệnh có thể coi là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Sự nghiệp người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian giữa tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở, lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xem tử vi tháng 8 âm lịch, tuổi Canh Thân không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Canh Thân có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng.
Ngoài ra, bản mệnh giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp, lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế, nhưng sẽ mang lại cho bản mệnh thu nhập cao khi được tích lũy đã đến ở một mức độ nhất định. Khi bản mệnh có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay, bản mệnh cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, tài lộc, cơ hội khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để thời cơ trôi đi quá nhanh, bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Những người canh thân sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 8 âm lịch, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định, tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt. Nhưng bản mệnh phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bản mệnh uống, hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, hút thuốc uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết, bản mệnh nên cắt đứt, giảm dần giao tiếp xã hội, chăm sóc cơ thể tốt hơn. Bản mệnh cần chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ canh thân 1980 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ canh thân, sinh năm 1980. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi canh thân. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bản mệnh có thể thu hút nhiều người khác giới, mà bản mệnh cần giữ khoảng cách nhất định, xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bản mệnh, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng, mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản. Các cặp đôi cũng sẽ có những chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó, khiến cho bản mệnh và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Những người độc thân có thể tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bản mệnh chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến, đó cũng là sức hút mà bản mệnh chẳng thể chối từ. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Đối với người canh thân tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 8, tức ngày 15 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, bính dần, nạp âm, lô trung hỏa. Ngày âm lịch 21 tháng 8, tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, mậu dần, nạp âm, thành đầu thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ canh thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi canh thân tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày âm lịch 12 tháng 8 tức ngày 18 tháng 9 dương lịch, nạp giáp kỷ tỵ, nạp âm, đại lâm mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 8 tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, nạp giáp tân tỵ, nạp âm, bạch lạp kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát quý gia chủ hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ canh thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi canh thân 1980 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp gia chủ có thêm những kiến thức hữu ích
tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.